Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng thanh lý tiếp cho anh em một cặp loa nghe nhạc trợ lời của Sony 3 đường tiếng bass 23 cm. Đặc trưng của Sony thì nó là màng giấy gân vải anh em nhé. Cái thiết kế của nó bao giờ là màng giấy gân vải anh em nhé. Bass bên trong này, đây cái lưới này thiết kế lưới là lưới liền anh em nhé. Lưới liền. Mình tháo thì mình vẫn tháo được nhưng mà nó sẽ tháo nó sẽ hở gỗ ra đây. Đấy. Đây là thấy khi mình tháo bên trong ra anh em nhé. Đấy, một con siêu tép này. Đấy. Và đây nó là một con mít nữa này. Đây là bát của nó anh em nhé. Đấy, bát bằng giấy gần phải của nó rất là ngon nha anh em nhé. Đấy. Cái dòng này thiết kế thế anh em nhé. Nó thiết kế một cái nắp chụp ở cái loa mít như này. Bình thường các loa khác thì nó sẽ dùng ốc. Dùng ốc vít thì mình nó bắt bốn cái vít này vào, nhưng con này thì lại không, nó lại chơi đổ keo vào đây. Xong là nó dán cái miếng ốp bên ngoài này vào như thế này. Rất là hay. Đấy. Đây keo của nhà máy đổ anh em nhé. Nhớ riêng những cái keo này mà mình mà tháo mình bẩn ra ấy, mình bẩn nó ra ấy là nó sẽ bị lột lên, lột keo lên nó sẽ có vết anh em nhé. Còn đây hàng zin nguyên thì nó không bao giờ bị lột nha anh em nhé. Đấy, tép ngon hết, hàng zin nhá. Anh em nhìn zin rất là ngon. Đây, bên này nữa này. Ba đường tiếng. Đặc trưng của cái dòng V525 này là thế anh em nhé. Đấy. Đây. Đấy, keo của nó zin nha anh em nhé. Nếu mà anh em bây giờ anh em dùng dao anh em bảnh lên là keo này lột hết lên, nó tạo thành cái vết gỗ bị lột, nhìn phát là nhận ra ngay là loa đã sửa hay chưa anh em nhé. Đấy, rất là ngon. Con này là bãi về zin test 100% cho anh em nhé, zin ngon 100% cho anh em luôn. Đấy. Con này thì đặc trưng cái chất âm của nó thì nó khá là ấm, tiếng tiếng lời hát là khá là ấm anh em nhé. Bát ấm này, chép chép và mít rất là sáng và rõ. Nhưng mà được cái là nó ba đường tiếng đẹp, nhưng mà nó cũng có cái nhược điểm là cái dòng này là âm bát của nó khá là nông anh em nhé. Nếu anh em muốn nghe bát nó sâu thì là không sâu được cả cái dòng này đâu. Đấy, nên là dòng này em khuyên anh em chân thành, nếu mà sử dụng mà để nghe nhạc thì mình phải có súp anh em nhé, phải có súp. Còn nếu mà mình nghe nhạc tí tách nhạc 75 này, mình không cần bát nó phải quá sâu quá mạnh thì mình dùng con này được anh em nhé, tiếng nó khá trầm ấm. Còn thực ra con này thì em sẽ khuyên anh em nên làm loa trợ lời anh em nhé. Trợ lời thì em sẽ đấu cho anh em đầy đủ đủ tụ vào bên trong loa nhé, tụ cản ngắt tần đầy đủ cho anh em. Về anh em chỉ việc đấu song song với các cặp loa nhà anh em để mình có thể trợ thêm cái giải để mình hỗ trợ cái giải cao và cái giải mình chép với cả giải trung lời trung trầm, để mình hỗ trợ cho cái dàn nhạc mình nghe nhạc nó hay hơn, tí tách hơn và nó tôn rõ lời hơn, dày tiếng hơn. Đấy, hoặc là mình hát karaoke cho nhẹ tiếng anh em nhé. Con này công suất của nó là 200W một đôi. Chuẩn Made in Japan anh em nhé, Made in Japan. Đấy. Công suất tối đa là 100W một 100W một chiếc nhá, 200W một cặp. 200W một cặp. Đấy là đây là công suất mà chạy bình thường, còn khi mà em đã đấu tụ vào rồi thì nó chịu đòn được tốt hơn anh em nhé. Anh em đóng âm ly khoảng 500W vào thoải mái luôn, cũng không lo nó cháy loa đâu. Đấy, hàng nó đi theo nhau chung xe ly anh em nhé. Đấy, 25192 35, 25192 36, chuẩn Made in Japan hết anh em nhé. Made in Japan đây, sản xuất tại Nhật hết. 6 ohm, đến nghe bình thường là 6 ohm, nhưng khi em đấu tụ các thứ cho anh em rồi thì nó chỉ còn là nó ohm nó trở thành là 0 ohm anh em nhé. Anh em có thể ghép song song với tất cả các loa nhà anh em. Ví dụ như loa của nhà anh em nó tầm khoảng 6 ohm một đôi, ví dụ đôi BOB chẳng hạn, nó đôi bow 8 ohm. Đôi BOB MB hoặc đôi bow nhà anh em 8 ohm mà anh em ghép song song với đôi loa này vào ngay đằng sau đít cái loa của nhà anh em luôn thì trở kháng tổng của cả hệ của nó vẫn chỉ có 8 ohm thôi. Nó không ảnh hưởng đến trở kháng của loa âm ly đâu anh em nhé. Không lo nó bị ngắt. Nếu anh em không đấu ngắt trở kháng như em ấy mà anh em cứ thế anh em đấu song song vào ấy thì âm ly của nhà anh em chắc chắn sẽ không chịu được, tại vì trở kháng nó giảm. Khi mà mình đấu song song ấy thì trở kháng nó giảm nó còn một nửa anh em nhé. Ví dụ như anh em đấu hai cái loa 8 ohm vào một cầu thì nó chỉ còn có 4 ohm thôi. Đây, quên, đây phía sau loa thì anh em, đây anh em nhé, dây loa của nó mỗi bên nó đi theo của nó dài khoảng 2,5 m anh em nhé, 2m 2,5 m tha hồ anh em sử dụng nhé. Đấy, dây đỏ là dây dương này, dây đen là dây âm anh em nhé. Đây, loa thì thùng quách là vuông vức và cứng cáp anh em nhé. Em đã đổ keo voi cho em là cứng hết rồi, anh em về chỉ việc yên tâm sử dụng thôi, không lo bỏ bột gì anh em nhé.
anh em cứ yên tâm không lo bảo bột tí anh em nhé. Đấy, rất là cứng cáp này. Đấy, thành vách em đổ keo cứng hết cho anh em rồi, vì yên tâm sử dụng. Đấy, cặp này thì đầu năm thì em vẫn để cho anh em với giá rất là yêu thương thôi. Cặp đẹp như thế này nếu bình thường mà bán tầm 1 2 triệu 2 nhé, nhưng mà tầm này cả đấu tụ tất tần tật cho anh em là em để cho anh em 1.790.000, 1.790.000 thôi anh em nhé. Nghe hay bày đẹp, tiếng bay vào sáng tiếng. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi theo số điện thoại vừa rồi, để chúng ta có thể trao đổi thông tin qua Zalo cho nó tiện. Rồi, cảm ơn và chào tất cả anh em nhé.